này thiện hiện đại bồ tát khi hành bát nhã ba la mật đa nên quán quả vị độc giác và tướng của quả vị độc giác là không mà học như vậy thiện hiện đại bồ tát khi hành bát nhã ba la mật đa nên quán tự tướng các pháp đều là không mà học này thiện hiện đại bồ tát khi hành bát nhã ba la mật đa nên quán tất cả hạnh đại bồ tát và tướng của tất cả hạnh đại bồ tát là không mà học như vậy thiện hiện đại bồ tát khi hành bát nhã ba la mật đa nên quán tự tướng các pháp đều là không mà học này thiện hiện đại bồ tát khi hành bát nhã ba la mật đa nên quán quả vị giác ngộ cao tột của chư phật và tướng của quả vị giác ngộ cao tột của chư phật là không mà học như vậy thiện hiện đại bồ tát khi hành bát nhã ba la mật đa nên quán tự tướng các pháp đều là không mà học cụ thọ thiện hiện bạch phật bạch thế tôn nếu sắc và tướng của sắc là không thọ tưởng hành thức và tướng của thọ tưởng hành thức là không thì tại sao đại bồ tát phải hành bát nhã ba la mật đa Bạch Thế Tôn, nếu nhãn xứ và tướng của nhãn xứ là không, nhĩ tĩ thể thân ý sứ và tướng của nhĩ tĩ thể thân ý xứ là không, thì tại sao Đại Bồ Tát phải hành bát nhã ba la mật đa? Bạch Thế Tôn, nếu sắc xứ và tướng của sắc xứ là không, thanh hương vị xúc pháp xứ và tướng của thanh hương vị xúc pháp xứ là không, thì tại sao Đại Bồ Tát phải hành bát nhã ba la mật đa? Bạch Thế Tôn, nếu nhãn giới và tướng của nhãn giới là không, nhĩ tý thể thân ý giới và tướng của nhĩ tý thể thân ý giới là không thì tại sao đại bồ tát phải hành bát nhã ba la mật đa bạch thế tôn nếu sắc giới và tướng của sắc giới là không thanh hương vị xúc pháp giới và tướng của thanh hương vị xúc pháp giới là không thì tại sao đại bồ tát phải hành bát nhã ba la mật đa bạch thế tôn nếu nhãn thức giới và tướng của nhãn thức giới là không nhĩ tĩ thiệt thân ý thức giới và tướng của nhĩ tĩ thiệt thân ý thức giới là không thì tại sao đại bồ tát phải hành bát nhã ba la mật đa bạch thế tôn nếu nhãn xúc và tướng của nhãn xúc là không nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc và tướng của nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc là không thì tại sao đại bồ tát phải hành bát nhã ba la mật đa Bạch Thế Tôn, nếu các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra và tướng của các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra là không, các thọ do nhĩ tĩ thể thân ý xúc làm duyên sinh ra và tướng của các thọ do nhĩ tĩ thể thân ý xúc làm duyên sinh ra là không, thì tại sao Đại Bồ Tát phải hành bát nhã ba la mật đa? Bạch Thế Tôn, nếu địa giới và tướng của địa giới là không, thủy hòa phong không thức giới và tướng của thủy hòa phong không thức giới là không, thì tại sao đại bồ tát phải hành bát nhã ba la mật đa bạch thế tôn nếu vô minh và tướng của vô minh là không hành thức danh sắc lục xứ xúc thọ ái thủ hữu danh lão tử sầu than khổ yêu não và tướng của hành cho đến lão tử sầu than khổ yêu não là không thì tại sao đại bồ tát phải hành bát nhã ba la mật đa